Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ. Con có một số câu hỏi kính xin sư chỉ dạy ạ. Con kính bạch sư, mỗi sát na tâm thiện cho một quả thiện hay là một tập hợp nhiều sát na tâm thiện mới có thể cho một quả thiện ạ? Mỗi khi mình có một cái tác ý thì nó sẽ một cái tác ý về một cái thiện pháp mà mình đã làm thì nó sẽ khởi lên bảy cái sát na, gọi là cái tâm thiện đấy, nó khi nó thành tựu thì nó sẽ khởi lên bảy cái tốc hành tâm. Mà nếu nó là tâm thiện là dục giới thì có bảy cái tốc hành tâm đó nó sẽ cho quả ở trong những cái mức độ khác nhau. Như là cái tốc hành tâm thứ nhất thì nó sẽ cho quả ở ngay trong hiện tại. Nếu như nó đủ duyên thì nó sẽ cho quả ngay ở trong hiện tại. Đó là tốc hành tâm thứ nhất, nó cũng là cái tốc hành tâm yếu nhất. Còn cái tốc hành tâm mạnh nhất là tốc hành tâm thứ bảy cuối cùng. Cái tốc hành tâm đấy nó sẽ cho ra quả ở cái kiếp sống thứ hai, tức là sau khi chấm dứt cái đời này. Ví dụ như là một cái người mà mình làm cái việc như bố thí chẳng hạn, thì khi mà mình làm việc bố thí đấy, mình tác ý đến cái việc bố thí đó thì cái tốc hành tâm thiện nó sẽ khởi lên bảy chập và tốc hành tâm Savanna. Thì tốc hành tâm thứ nhất nó cho qua ra cái quả ở hiện tại, đó là ngay trong lúc mình bố thí xong mình có thể đã gặp được những điều tốt đẹp, những cái điều may mắn, như là được người khác người ta cũng sẽ ủng hộ, giúp đỡ, tôn trọng, cung kính, hoan hỷ với cái việc thiện của mình sẽ gặp những cái điều hạnh phúc ngay ở trong hiện tại này. Thì đấy là cái tốc hành tâm thứ nhất, nó cho quả ngay trong hiện tại. Có thể là nhờ công đức bố thí đó kiếp sau mình được sinh thiên giới, thì cái lúc cận tử mình bắt vào cái nghiệp đó thì đó là cái tốc hành tâm thứ bảy, nó đã cho quả, mình sẽ hưởng cái quả ở trong cái kiếp thứ hai, mình có thể sinh làm chư thiên, hưởng những cái phước lành đó. Còn cái tốc hành tâm thứ 2, 3, 4, 5, 6 nó sẽ cho quả trong những cái kiếp tương lai không cố định. Có thể là kiếp thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, có thể 100 kiếp, 1.000 kiếp sau nó mới cho quả. Tức là nó sẽ cho quả không cố định như vậy. Thì cái tâm nó càng mạnh thì nó sẽ càng cho quả nhiều lần hơn. Còn những cái tâm nào yếu thì nó sẽ cho trổ quả ít hơn. Thì vậy thì cứ mỗi một cái sát na tâm như vậy thì nó sẽ cho ra quả, nó lại cho quả một lần chứ không phải là cả. Nhưng mà để mà nó thành tựu được cái quả nó còn tùy vào cái duyên, có thể là nó sẽ có đủ duyên để cho quả nhưng cũng có khi nó không đủ duyên, nó cũng không cho quả. Thì cái điều đó, cái việc cho quả nó không thể nghĩ bàn và nó không có một cái quy luật quy định cố định nào cả, mà nó còn tùy duyên mà trổ quả theo những cái cách thức và ở những cái thời điểm khác nhau. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 2 từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi một người mong muốn một thứ gì đó rất lớn lao, thì có phải là đợi cho một quả thiện nghiệp to lớn tương xứng mới có thể trổ, hay là nhiều thiện nghiệp nhỏ hơn tập hợp lại với nhau cũng có thể trổ quả đem lại kết quả tương xứng như mong muốn đúng không ạ? Một người mà càng mong muốn những cái điều lớn thì càng cần phải tạo những cái nghiệp lớn. Cái nghiệp lớn thì nhưng mà có những cái nghiệp lớn, có những cái nghiệp thì nó là cực trọng nghiệp thì nó sẽ cho ra cái quả lớn một cách nhanh chóng. Nhưng mà có những cái quả thì nó chỉ là tích lũy nghiệp. Đôi khi mình còn phải tích lũy, tích tiểu thành đại đó. Tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp thì nó mới thành tựu được những cái điều mình mong cầu đó. Nên là một cái người mong cầu có nhiều tài sản thì có thể là mình bố thí một lần, nhưng mà đối tượng nhận thí đó là những cái bậc thượng nhân, những bậc thánh nhân, thì có thể là một lần nó cũng có thể thành tựu. Nhưng mà có thể là mình bố thí đến những cái người ác nhân thì mình phải làm nhiều lần nó mới thành tựu được. Thì cũng có khi là do tích lũy gom góp cái thiện nghiệp rồi những cái điều mình mong cầu nó mới thành. Cũng có khi mình làm một việc lớn, một cái thiện nghiệp lớn, nó cũng có thể thành được cái điều mà mình mong cầu đó.
thì những cái điều đó đều có cái khả năng xảy ra. Còn nếu như một cái người mà muốn cầu những cái pháp thượng nhân như là chứng đắc được đạo quả Niết Bàn thì bắt buộc mình phải tích lũy rất nhiều nghiệp cả lớn cả nhỏ trong những cái thời gian rất là lâu dài, nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu được. Thế nó còn tùy theo những cái mong cầu của mình, tạo những cái nghiệp nó phải tương ứng thì nó mới thành tựu được. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 3 từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con làm xong một thiện nghiệp nào đó thì phải phát nguyện luôn thì mới thành tựu được, hay là có thể đợi đến cuối ngày phát nguyện cũng được? Vì con thông thường cứ 2 ngày con lại phát nguyện rằng với thiện nghiệp mà con đã tạo ra trong 2 ngày vừa qua, con nguyện sẽ thành tựu những ước nguyện của mình, thì như vậy có được không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu như mà mình phát nguyện ngay chúc mình ngay cái lúc mình làm ấy thì nó sẽ tốt nhất, nó sẽ tốt hơn, nên nó để lại cái ấn tượng cao hơn và nó để lại cái nghiệp nó mạnh mẽ hơn. Cái lúc ngay cái lúc đấy nó có cái thiện tâm nó đi với trí tuệ thì cái nghiệp đấy nó thù thắng hơn. Còn nếu như mà mình để đến một cái lúc khác mình mới phát nguyện thì nó cũng cũng có hiệu quả nhưng nó thấp hơn. Hiệu quả nó thấp hơn bởi vì cái lúc đấy cái nghiệp mình ngay lúc mình làm ấy nó thành tựu rồi. Còn sau đó thì mình mới phát nguyện thì đó là cái tâm nó hướng về ở cái thời điểm mà gọi là sau khi gọi là tư tiền tư hậu mà. Mà cái lúc mà sau khi đó mình mới khởi lên, mình mới tác ý đến cái việc đấy rồi mình mới phát nguyện, nó cũng có kết quả chứ không phải không, nhưng nó không bằng cái lúc mình đang làm mà mình phát nguyện ngay lúc đấy thì nó vẫn tốt hơn. Như là vua Bimbisara khi mà dâng cúng tịnh xá, nhưng mà lúc đấy không có hồi hướng cho thân bằng huyến thuộc cho nên những người thân bằng huyến thuộc không nhận được. Nhưng hôm sau Đức Phật phải dạy làm một cái thiện nghiệp khác, cũng rằng chay tăng rồi hồi hướng thì phải hồi hướng ngay trong cái lúc làm đó. Chứ nếu như mà lúc đấy mà vị đó làm xong rồi mới hồi hướng mà những thân bằng nhận được khi thì Đức Phật đã dạy là bây giờ ông hãy hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc cái công đức cúng dường đi. Nhưng mà lúc đấy Đức Phật vẫn phải dạy làm một cái thiện nghiệp khác rồi hồi hướng trong cái lúc làm thiện nghiệp đấy để cho những thân bằng quyến thuộc được thọ nhận, thì cũng chứng tỏ rằng là mình phải có cái sự hồi hướng hay là có cái ước nguyện ngay trong cái lúc mình làm đấy thì cái thiện nghiệp đấy nó đi kèm với trí tuệ, hay là cái thiện nghiệp được ước nguyện ngay trong lúc làm ấy nó sẽ thù thắng hơn là sau mình mới ước nguyện. Dạ, con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, trong kinh Đức Phật dạy hãy nương tựa vào Pháp chứ đừng nương tựa vào ai khác. Trong luật thì Đức Phật quy định người xuất gia 5 năm đầu phải nương tựa vào một vị thầy. Điều này có ý nghĩa như thế nào ạ? Đức Phật dạy là nương tựa vào Pháp. Hãy các tỳ kheo hãy nương tựa vào Pháp, chớ nương tựa vào một ai khác. Thế thì vị này cần phải nương vào những cái lời Đức Phật dạy. Nhưng mà vị này để mà có Pháp để mà nương tựa ấy, khi nào mình muốn nương tựa vào Pháp nhưng mà Đức Phật đâu có truyền, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ai là cái người sẽ truyền Pháp cho mình đây? Vậy thì mình lấy Pháp ở đâu để mà nương tựa? Lấy Pháp ở đâu để nương tựa? Vì vậy nên mình cần phải đến để học đạo với một vị thầy. Với một vị thầy rồi sau đó mình mới thọ trì cái Pháp đấy từ một vị thầy. Bởi vì khi Đức Phật nhập chỉ có những người, các đệ tử của Đức Phật mới truyền trì lại cái Pháp đấy. Chứ nếu mình không theo một vị thầy thì mình lấy đâu ra Pháp? Vậy nếu như mà mình muốn học cái pháp học thì mình cũng phải nương những vị thầy có kiến thức về pháp học rồi mình thọ trì. Có thể là ít nhất là 5 năm thì mình mới có đủ cái kiến thức để tự tại được. Sau đó thì mình có thể sống một mình mà mình lúc đấy mình mới tự nghiên cứu được, chứ bước đầu mình không có ai truyền dạy cho thì mình sẽ chưa biết, chưa nắm được pháp. Nó giống như cái người bắt rắn mà không được vị thầy dạy ấy, không nắm vào đầu ấy, đi nắm vào đuôi rắn nó cắn nó chết. Như thế khi mà mình nắm giáo pháp mà mình nắm sai lệch, mình nắm không đúng, mình thực hành sai, mình vẫn đọa đi vào đọa xứ. Vậy nên là mình cần phải có những vị thầy có kinh nghiệm
dạy cho mình. Cả pháp học cũng thế, và nhất là pháp hành nữa. Mình tự nhiên mình có thể chứng được các tầng thiền thông hay đạo quả đâu. Mình vẫn phải có những vị thầy dạy cho mình chứng về giới, dạy cho mình cách về thực hành về thiền định, dạy cho mình những cái pháp thực hành về thiền tuệ. Khi mình thành tựu được giới định tuệ rồi thì lúc đấy mình có thể nương tựa vào pháp được. Chứ còn bây giờ giới định tuệ mình chưa có, kinh luật luận mình chưa thông, mình sống một mình thì lấy pháp đâu mà nương tựa, mình sẽ nương tựa sai pháp. Vì vậy nên là trong cái thời gian đó là tối thiểu là 5 năm đầu, thì vì đó cần phải nương tựa với những vị thầy để học pháp học và hành pháp hành. Nhưng nếu như trong 5 năm đấy mình chưa thành tựu được pháp học, chưa thành tựu được pháp hành thì vẫn phải tiếp tục nương tựa cho đến 10 năm. 10 năm rồi mà chưa thành tựu à, mình vẫn chưa nắm được pháp học pháp hành thì nương tựa suốt đời. Có những vị có thể nương tựa 5 năm, nhưng có những vị phải nương tựa 10 năm, 20 năm hoặc nhiều hơn nữa tùy theo cái khả năng của từng người. Nhưng mà Đức Phật chế ra cái giới quy định như thế để cho một cái người học đạo không có bồng bột, không có nôn nóng, không có muốn sống tự do tự tại, chưa có học thành tựu hay là chưa có cái pháp hành thành tựu mà mình đã xa lìa những vị thầy, mình sống một mình thì mình không có pháp, hoặc là mình đã học và hành sai pháp thì mình sẽ bị ngộ nhận và bị lầm tưởng, rồi mình sẽ đi vào đọa xứ mất. Cho nên là Đức Phật quy định như vậy là có lý do, có nguyên nhân để mình phải tìm thầy học đạo nương tựa, và học khi nào trưởng thành rồi thì mình mới có thể xa thầy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, thưa sư, một người thường làm từ thiện xã hội như bố thí lúc người thì đó có phải tâm từ bi không? Quả báo sẽ như thế nào với người có hành thiện tâm từ nhưng không bố thí cho ai gì cả? Cái người mà bố thí cho người khác hay đi làm việc thiện cho người khác, cái người đấy cũng có thể có tâm từ, nhưng cũng có thể vị đó chưa chắc đã có tâm từ. Vì đó có thể là chỉ bố thí theo cái phong tục thôi, như là trong cái nơi của vị đó có cái truyền thống là sẽ bố thí cho người khác nên là vị đó bố thí, hoặc là ví dụ như những cái người người ta làm những cái chức những cái nhiệm vụ đó là phải đi cấp tế cho những cái người người ta gặp hoạn nạn, vì người ta làm cái nhiệm vụ đó, ví dụ như là người ta làm cái công chức nhà nước, người ta cũng làm cái việc như đi cứu trợ những cái người bị gặp nạn, nhưng mà người ta làm để lấy lương nhà nước chứ không phải là người ta thật lòng cái phát tâm đi bố thí. Thì cái người đấy không phải là người có tâm từ, không phải là người vì bố thí. Nhưng mà cũng có những cái người khi người ta thấy những người khác khổ đau, người ta vì cái tình thương, người ta mới san sẻ những cái vật chất cho những cái người đang thiếu thốn đó, thì cái bố thí đấy nó có tâm từ, chứ không phải là không có tâm từ. Nhưng cái đấy nó là tâm từ thuộc về cái tâm dục giới, nó là tâm từ bi, vì cái lòng thương muốn cho người khác lợi ích, muốn cho người khác thoát khỏi những cái thiếu thốn mà bố thí, thì đó là tâm từ. Mà thì cái công đức, cái người đấy có cái việc bố thí như vậy thì sẽ có công đức, sẽ có những cái phước lớn ở trong tương lai, như là sau này vị đó sẽ được hưởng những cái phước như là sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản, có danh vọng, chức quyền tùy theo cái ước nguyện, hoặc là vị đó sinh về thiên giới, hoặc là vị đó nguyện những cái phước lành gì thì nhờ cái công đức bố thí với cái tâm từ ái chân thật đấy thì nó sẽ để lại những cái phước lành thật sự. Còn những người làm, có những người người ta có, mình thấy người ta có những cái việc làm bố thí đấy, có những cái hành động đấy, nhưng mà nó không xuất phát từ cái tâm từ, mà nó chỉ là xuất phát từ cái có thể là người này nghĩ rằng mình sẽ đi làm bố thí này để mình được người khác biết đến, để được nổi tiếng, để tăng cái uy tín, rồi sau này mình đi bầu cử được nhiều người ủng hộ hơn. Có thể là vì cái tâm mà người ta đang có cái mưu tính, có cái toan tính khác, cho nên người ta làm việc bố thí, thì cái việc bố thí đấy không có tâm từ. Cái việc đấy chỉ là một cái mưu đồ tính toán của cái người đang làm đấy thôi.
Vì vậy nên là nhìn người khác làm việc bố thí, mình không thể biết được tâm người đó có tâm từ hay không. Có hay không thì do người đó với mục đích gì, nguyên nhân gì, lý do gì mà bố thí, mình phải biết được điều đó mới biết được người đó có tâm từ hay không. Còn một người hành thiền tâm từ nhưng không bố thí thì người đó có tâm từ hay không? Thì đương nhiên là người đó sẽ có tâm từ. Nhưng mà người đó không bố thí thì cái người mà luôn luôn rải tâm từ là cầu mong cho họ được thoát khỏi những cái nỗi khổ về thân, những nỗi khổ về tâm, được an vui hạnh phúc, tránh khỏi những cái nguy hiểm, những rủi ro bất hạnh ở trên cuộc đời. Cái đó chỉ khởi lên những cái ý nghĩ như vậy thì đó cũng là tâm từ, thì đó cũng là cái tâm thiện dục giới. Nó cũng có những cái phước lành từ cái tâm đấy, từ cái ý đấy nó sinh khởi, vì đó vẫn có những cái phước của cái tâm từ đó, thì là vì đó sẽ có cũng có thể được sinh thiên giới, cũng có thể là cũng có vì vị đó có cái lòng từ đấy, cho nên là vị đó không khởi lên những cái sân hận, cho nên là vị đó có những cái phước như là về sắc đẹp, về tuổi thọ, về trí tuệ, về cái tâm nó thanh tịnh cao thượng. Hoặc là vị đó có thể thực hành cái pháp thiền tâm từ đó, chứng đắc được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền về cái tâm từ đó rồi, thì cái vị đó sẽ cho cái quả báo được sinh về các cái cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vì vị đó thực hành cái pháp thiền tâm từ đó. Cái người mà thực hành cái pháp thiền tâm từ thì tâm từ nó khởi lên mạnh hơn là cái người đi làm việc bố thí với tâm từ. Có thể là một cái người đó vì cái lòng thương những người khác khổ đau mà đi bố thí, thì cái bố thí nó có tâm từ, nhưng mà vị đó không hành thiền tâm từ, cho nên trong cái lúc mình khởi lên cái tâm ấy nó cứ bị gián đoạn, lúc này những cái vọng tưởng khác nó khởi lên, những cái tâm bất thiện nó xen vào, cho nên là cái tâm từ đó nó không liên tục được, cho nên là vị đó không có chứng đắc được những cái pháp tịnh tâm, tăng thượng tâm, hay là chứng đắc được các cái tầng thiền về tâm từ. Còn những người thực hành thiền tâm từ mặc dù người ta không bố thí nhưng do cái tâm từ đó nó khởi lên liên tục không gián đoạn, cho nên là vị đó có thể chứng được các tầng thiền, nên là vị đó sinh được về các cõi phạm thiên, hay là nhờ cái tâm từ đó làm nền tảng vì đó có thể hành được thiền vipassana và chứng đắc niết bàn được. Vậy cái người có thực hành thiền tâm từ thì vị đấy có thể dùng cái pháp đấy có thể đưa vị đó đi đến niết bàn, giải thoát khổ đau một cách nhanh chóng. Còn cái người mà chỉ bố thí mà không hành thiền tâm từ thì vị đó sẽ chỉ hưởng lại những cái phước ở cái cõi dục giới gọi là phước hữu nậu thôi, tức là vì nó có thể có những phước báo về giàu sang, có nhiều tài sản, có nhiều người thương mến yêu quý, nhưng mà cái con đường đi đến niết bàn rất là xa vời, không có, vì đấy nó gọi là phước hữu nậu. Còn những người thực hành cái pháp thiền đó thì vị đó sẽ thành tựu được cả cái phước vô nậu, tức là trong lúc thực hành thiền tâm từ nó chế ngự phiền não, rồi vị đó có thể thực hành được thiền tuệ để đoạn trừ phiền não. Vậy là cái sự thực hành thiền tâm từ vẫn cao thượng hơn, thù thắng hơn cả cái người bố thí với tâm từ, cũng không thể sánh được bằng cái người thực hành thiền tâm từ. Dù vị đó có bố thí hay không bố thí thì cái sự thực hành thiền tâm từ vẫn để lại cái công đức lớn hơn, để lại cái quả báo cao thượng và thù thắng hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, những lời phát nguyện có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của mình, và mình nên phát nguyện những gì và không nên phát nguyện những gì, và phát nguyện như thế nào thì được thành tựu, như thế nào sẽ không thành tựu ạ? Lời phát nguyện nó sẽ liên quan, nó có liên quan đến đến cuộc đời mình ở hiện tại và cuộc đời của mình ở tương lai. Nên là cái lời phát nguyện nó giống như là cái nó giống như là một cái người đấy có cái hướng đề ra một cái mục tiêu, một cái mục đích để mình hướng đến ấy. Nên là cái lời phát nguyện rất là quan trọng, nó liên quan đến cuộc sống của mình, nên ở cả hiện tại và tương lai. Nên một cái người mà có những cái lời phát nguyện cao thượng và chân chánh thì cái người đấy sẽ luôn luôn sống một cái đời sống cao thượng chân chánh. Nhưng một cái người mà có cái nguyện để chứng ngộ niết bàn thì cái người đấy sẽ luôn luôn hướng về việc tu tâm, đoạn trừ những ô nhiễm phiền não. Hay một cái người có cái nguyện thành Phật thì cái vị đấy sẽ luôn luôn có cái khuynh hướng tạo các ba la mật, bố thí, chỉ giới, xuất gia, trí tuệ, cảm nhẫn, tinh tấn ấy.
thì vị đó sẽ nỗ lực tạo thực hành cái pháp Bồ Tát đạo, tức là vị đó sẽ sống như một vị Bồ Tát. Còn là cái người mà có cái khuynh như hướng, có cái ước nguyện như là được hưởng những cái phước giàu sang ở đời này hay đời sau thôi, nhưng mà vị đó lại không hiểu nhân quả thì cái ước nguyện đấy lại không tốt. Cái người có ước nguyện nhưng mà nó phải là người có chí chánh kiến, mới có cái ước nguyện đấy, nó đi kèm với chánh kiến, có cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo ấy, thì cái lời phát nguyện đó nó mới thật sự là có vị ấy mới thật sự thành tựu được. Còn cái người mà có tà kiến mà phát nguyện thì cái lời phát nguyện đấy có thể do cái lời phát nguyện đấy mà vị đó sẽ làm những việc xấu, như là vị đó muốn nguyện trở thành một cái người thành công thành tựu về một cái pháp hữu lậu thế gian nào đó, nhưng vị đó lại dùng bất chấp các thủ đoạn để thành tựu những cái điều đó, thì sau này vị đó phải trả quả báo khổ đau. Và những người biết hiểu nhân quả ấy, người ta sẽ phát nguyện làm việc gì đó thì người ta tạo nhân, rồi sau này người ta sẽ hưởng quả theo cái lời phát nguyện của mình. Thì có những cái điều nên phát nguyện, những điều không nên phát nguyện ấy, thì những cái mà mình nên phát nguyện là mình nên phát nguyện những cái gì đó nó rất là cao thượng, nó rất là cao thượng, như là phát nguyện đoạn trừ những cái phiền não tham sân si, những cái phát nguyện là chứng ngộ niết bàn. Như là một cái người mà khi bố thí thì mình cũng có cái nguyện là cái công đức bố thí này mong cho tôi được đoạn trừ những cái phiền não tham sân si, chứng ngộ niết bàn. Khi mình thọ trì tam quy ngũ giới cũng vậy, mình nên phát nguyện chứng ngộ niết bàn. Khi mình lễ Phật tụng kinh nghe pháp ngồi thiền cũng thế, mình đều có cái phát nguyện là đoạn trừ các ô nhiễm phiền não để chứng ngộ niết bàn. Khi mình giữ giới hành thiền tu tâm cũng vậy, mình cũng phát nguyện chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là cái điều mình nên phát nguyện, là phát nguyện để dứt các cái nậu hoặc phiền não đi. Thì đấy, còn hoặc là mình có thể đi kèm sau cái sự chứng ngộ niết bàn, mình có thể đi kèm với những cái ước nguyện khác, ví dụ như là cầu mong như sẽ chứng ngộ niết bàn khi sinh về cõi lên chư thiên, chứng ngộ niết bàn tại đó, hoặc sinh lại làm người trở thành một vị tỳ kheo và chứng ngộ niết bàn. Thì mỗi người mình có thể chứng ngộ niết bàn ở một cái khía cạnh, ở một cái góc độ khác nhau, có thể chứng ngộ niết bàn ở cõi đời này với thân tướng một vị tỳ kheo, hay là với thân tướng của một cư sĩ chứng ngộ niết bàn, một gia chủ chứng ngộ niết bàn, hay là một vị chư thiên phạm thiên và chứng ngộ niết bàn. Tức là mình có thể nguyện mà một cái gì đó nhưng không bao giờ thiếu cái sự đoạn trừ phiền não và chấm dứt cái khổ đau này. Thì đấy là những cái điều mà mình nên phát nguyện. Còn những cái mà mình không nên phát nguyện thì đó là những cái nguyện mà liên quan đến những cái pháp bất thiện thì mình không nên phát nguyện, nên là nguyện được hưởng thụ những cái tham dục ở trên cuộc đời, nên là một cái có rất là nhiều người người ta nguyện những cái điều rất là xấu xa. Có những cái người ví dụ như ngày xưa có được cái con voi cái, cúng dường các vị độc giác Phật này, vì có cái lòng ganh ghét với lại voi chồng này, là nguyện là sau này mình sẽ là một vị hoàng hậu, dùng cái uy lực của mình để giết cái người chồng này, thì cũng là một cái lời phát nguyện nhưng có cái sự phát nguyện ác và nó cũng thành tựu. Hay là có nhiều những cái người người ta có cái phát nguyện để hưởng thụ, để trở thành những cái người có uy quyền này, có nhiều những cái danh vọng, và sau đó bị đắm nhiễm vào đó, và nhất là những cái lời phát nguyện bất thiện hại mình hại người, thì những cái điều đó không nên phát nguyện, bởi vì nó sẽ thành tựu thật. Nếu như là mình phát nguyện điều đó nó ám vào trong tâm, rồi sau này mình có thể mình sẽ như thế. Ví dụ có những người người ta hận thù ai đó, người ta nguyện là tôi sẽ thành dạ xoa và tôi sẽ ăn thịt lại các cái vị này, hay là trở thành những cái người sẽ trả thù những cái món, những cái mối thù này kia, người ta phát nguyện để người ta vì cái lòng hận thù mà phát nguyện, thì đó là một cái phát nguyện rất là khổ đau và nên tránh, không nên phát nguyện như thế. Trong khi mình đang hận thù hay mình ức chế, mình sân hận với ai thì đừng có phát nguyện là sẽ trả thù trả đũa gì người ta cả, vì cái điều đó nó sẽ thành tựu, và sau này mình sinh ra đâu mình có kẻ thù, sẽ có chiến tranh, sẽ có oan trái, oan oan tương báo, oan oan chất chồng do những cái lời phát nguyện oan trái này. Còn những cái lời phát nguyện đó nó thành tựu được khi mà những cái lời phát nguyện đó nó đi kèm với một cái việc phước nào đó,
Nhưng mà khi mà mình bố thí rồi mình phát nguyện thì trong cái lúc đấy cái công đức đó, à cái lời phát nguyện này nó sẽ thành tựu đúng như lời mình nguyện. Nhất là trong khi mình cúng dường lên Đức Phật hay cúng dường đến những cái bậc thượng nhân có giới đức lớn mà mình phát nguyện thì cái lời phát nguyện đó nó sẽ rất là dễ thành tựu, nó sẽ thành tựu một cách như ý mình muốn luôn. Kể cả cái người đó phát nguyện điều tốt thì nó sẽ thành tựu việc tốt, có người phát nguyện điều xấu thì nó thành tựu việc xấu. Như là tuổi xưa có những cái vị khi cúng dường lên Đức Phật thì có những người nguyện là con mong cho con chứng được đạo quả Niết Bàn, thì sau này vị đó rất nhanh chóng chứng đạo quả Niết Bàn. Nhưng mà cũng có cái vị đó đi cúng dường Đức Phật nhưng mà lại nguyện là mong cho con được thành tựu cả hai pháp, đó là cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc Niết Bàn. Thì cái vị đó sau này trở thành một cái người gia chủ rất là giàu có, và vị đó về sau vị đó cũng tu chứng Niết Bàn. Thế là vì vị đó có cái phát nguyện cả hai cái pháp như vậy thì nó cũng thành tựu cả hai pháp. Vậy có những cái người thì nguyện là để kiếp sau trở thành một vị tỳ kheo để chứng đắc Niết Bàn, thì trong cái lúc mà vị đó bố thí hay cúng dường nó, vị đó nguyện như vậy nó rất dễ thành, vì kiếp sau sinh ra tự nhiên cái tâm nó hướng đến muốn đi xuất gia tỳ kheo chứng đắc Niết Bàn. Nhưng mà cũng có những người trong khi đang bố thí cúng dường đấy lại khởi lên những cái ước nguyện không chân chánh. Như là có một cái người khi mà cúng dường một vị Phật độc giác, vị đó lại có cái khởi lên cái ước nguyện là mong sao kiếp sau con trở thành một cái người nữ rất là xinh đẹp, người nào nhìn thấy con cũng sẽ mê mẩn hết tâm hồn, không còn làm tự chủ được nữa. Thì sau này cái bà này bà cũng thành tựu đúng như thế, con trở thành một cái người nữ rất là hấp dẫn như vậy, ai nhìn thấy cũng mê mẩn hết ra. Như vậy có một cái người nam từ thời Đức Phật Ca Diếp, khi mà cúng dường lên cái bảo tháp một cái lá cờ mà vị đấy là một vị võ sĩ được trao thưởng cái giải thưởng ấy, vị đó phát nguyện là mong kiếp sau trở thành một cái người nam mà người nữ nào nhìn thấy cũng mê mẩn. Thì sau này vị đó cũng trở thành đúng như thế, sau này cái vị đó trong thời Đức Phật vị đó ra đời thì vị đó lại là một cái người tà dâm và là một cái con quan. Sau đó thì gặp Đức Phật thì Đức Phật mới khuyên mới thuyết pháp cho vị đó chứng được đạo quả, thì nó mới hết cái lời phát nguyện đó. Thì bây giờ sẽ có rất là nhiều người ở trên đời này, mỗi người mình có một cái chuyên môn, một cái sở trường hay một cái khả năng khác nhau, thì nó đều do những cái lời phát nguyện nó thành tựu. Khi mà vị đó làm những cái việc phước lớn, những cái công đức lớn thì những cái lời phát nguyện đó nó sẽ thành tựu khi mà vị đó tạo những cái việc phước. Nhưng mà vì vậy nên là mình phải biết khởi lên những cái lời phát nguyện, biết lựa chọn những cái lời phát nguyện nào nó cao thượng, nó chân chánh, nó trong sáng, và mình tránh những cái lời phát nguyện nó mang cái sự ô nhiễm, nó mang cái tâm bất thiện, những cái tâm hận thù thì chớ có khởi lên. Bởi vì cái lúc mình làm việc phước với cái lời phát nguyện đó nó thành tựu và nó sẽ giống y như cái lời mình đã phát nguyện vậy, nên là mình cũng phải thận trọng trong cái lời phát nguyện, mình không nên phát nguyện những cái điều hoặc những cái điều mà bất thiện, mà nên phát nguyện những cái điều cao thượng chân chánh thì được. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang ạ. Dạ, con thưa sư, một người không tin nhân quả nên làm việc ác so với một người có tin nhân quả nhưng vẫn làm việc ác thì tội của người nào lớn hơn ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người không tin nhân quả mà làm việc ác thì cái người đấy sẽ đọa lạc trầm luân. Không, vì người đấy không tin nhân quả là không có chánh kiến, không có không có trí tuệ, cho nên là khi đã đọa rồi thì nó cứ đọa hoài, đọa mãi chẳng biết đến bao giờ nó mới ra khỏi cái đọa ấy nữa. Giống như là cứ làm súc vào địa ngục, chán này hết địa ngục này đến địa ngục khác, hết ngã quỷ này đến ngã quỷ khác, hết loài súc sinh này đến loài súc sinh khác, cứ đọa hoài 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 như vậy, làm côn trùng sâu bọ kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi nào thế giới hoại diệt thì mới thôi. Còn những người mà có tin nhân quả nhưng vẫn làm việc ác thì cái người này khi đọa sẽ đọa rất vào một cái cõi rất khổ, như là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Bởi vì là có tin nhân quả, biết rằng làm việc này là có tội, làm việc này là bất thiện, nhưng vì cái lòng sân hận nó rất là mạnh, nó quá là lớn, cho nên vị đó biết là tội nhưng vẫn cứ cố tình làm, cho nên cái cố ý đó nó rất là mạnh. Vì cái cố ý nó mạnh như vậy cho nên khi đọa địa ngục thì vị đó phải đọa rất sâu, phải đọa vào những địa ngục A Tỳ, những cái địa ngục lớn như vậy,
những cái người nào biết nhân quả mà còn làm việc ác thì hay rơi vào địa ngục. Nhưng mà khi hết địa ngục cái có thể vẫn sinh thiên hoặc sinh lại làm người được. Nó không có niên miên vào các cái loài súc sinh khác, như là một cái người mà không biết nhân quả, không tin nhân quả mà làm việc ác. Thì cái vị này làm việc ác một cách rất thản nhiên, cái sự cố ý, tức là cái tâm sở tư, cái tâm cố tình nó không cao. Vì vị này không biết là làm việc ác là có tội nên là làm một cách rất là bình thản như vậy. Cho nên ở khi đọa thì nó không đọa sâu, tức là có thể không vì việc ác đó mà đọa vào a tỳ chẳng hạn. Thì đó có thể chỉ làm súc sinh thôi, nhưng cứ súc sinh hoài, không biết đến bao giờ mới ra khỏi. Đấy là cái vì không có tin nhân quả, không có trí tuệ. Và những người có trí tuệ, có tin nhân quả thì đọa một cái rất là đau, rất là sâu, nhưng mà hết cái đau đấy lại thoát. Vậy nên là cái người mà có tin nhân quả thì vẫn nhanh thoát khổ hơn là cái người không tin nhân quả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tham Ma. Dạ, con thưa sư, một người thường làm nghề sát sinh nhưng có tâm cung kính cúng dường Tam Bảo thì khi chết họ có sinh về cõi lành được không ạ? Làm nghề sát sinh mà vẫn có tâm cung kính cúng dường Tam Bảo, cái này nó còn tùy theo cái tâm cận tử ấy. Cái tâm cận tử ấy mà vẫn còn hướng được về Tam Bảo thì vị ấy vẫn được sinh về cõi này. Có rất là nhiều người có thể sống bằng nghề sát sinh suốt đời, nhưng mà trong cái lúc mà vị đó thỉnh thoảng vị đó có đi đến chùa, có cúng dường, có cung kính Tam Bảo, mà đến lúc chết cái tâm vẫn hướng về Tam Bảo thì vẫn được sinh về cõi này. Nếu như những cái nghề sát sinh đó nó không đến mức quá nặng, cái tội sát sinh nó không quá lớn quá mạnh. Còn nếu như cũng có những người mà cái tội sát sinh nó quá lớn, giết những cái loài súc sinh quá lớn quá nhiều, thì cái tâm bất thiện nó khởi lên quá nhiều, thì đến lúc chết lại không nhớ đến những cái công đức mà mình đã làm mà lại toàn nhớ đến những cái việc ác mà mình đã làm thì sẽ đọa. Cho nên là cái người này nó không chắc chắn, nó là 50-50, cũng có thể mình sẽ đọa, cũng có thể mình sẽ không đọa, còn tùy theo cái lúc cận tử đó, cái tâm của mình hướng về việc thiện, cung kính, cúng dường đấy, hay là nó hướng về cái việc ác sát sinh này. Mà vậy thì quan trọng là cái thời điểm cuối đời, nếu như vị đó từ bỏ được cái việc sát sinh, rồi vị đó thường xuyên khởi lên những cái tâm thiện, biết tu tập, biết cung kính, cúng dường, thì những cái cận tử nghiệp đấy có thể nó sẽ hỗ trợ cho cái vị đó được sinh về cõi này. Nhưng mà có những người thì cái lúc còn đầu, lúc còn trẻ thì biết lễ Phật, biết cung kính, cúng dường, nhưng mà đến tuổi già lại bỏ, bỏ bê, không cung kính, cúng dường nữa mà lại chỉ hướng về sát sinh thôi. Thì cái thời điểm cận tử đấy nó hay để lại cái nghiệp mạnh hơn. Vậy là cái quan trọng là cái về cái giai đoạn cuối đời, những cái ngày cuối, thời điểm cuối của cuộc đời đó, vị đó thường cung kính, cúng dường hay là thường sát sinh. Hoặc là cái tâm của vị đó hướng về cái gì nhiều hơn thì vị đó sẽ đi theo về con đường đó, để có thể đi xuống, có thể đi lên, tùy theo cái nghiệp của vị đó đã làm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người sống rất hiền lành, không hại ai, nhưng không biết làm phước thiện và không biết tu tập thì khi chết họ sẽ sinh về đâu ạ? Sống rất hiền lành, không hại ai nhưng lại không biết làm phước thiện gì, không biết tu tập, thì cái này có thể là giống như một cái người đời lúc nào người ta nói là tôi sống trên đời tôi chẳng làm hại ai cả, cho nên là chắc là tôi chết tôi sẽ không bị đọa. Tôi sống trên đời tôi chẳng làm việc ác gì, tôi chẳng làm việc bất thiện gì cả, chẳng hại ai cả, cho nên tôi cũng chẳng cần phải đi lễ Phật tụng kinh, chẳng cần phải tu tập gì. Có thể là người ta sẽ nghĩ như thế, đây là một cái đạo đức của thế gian, một người đời chẳng hạn, người ta nghĩ rằng mình sống như thế là đạo đức, không hại ai là đạo đức. Nhưng cái này nó còn liên quan đến cái tâm của vị đó. Có thể là cái tâm của vị đó không có sân hận, cho nên là vị đó không oan trái với ai, vị đó không đánh nhau chửi ai với ai, vị đó không ăn cắp ăn trộm, không phá hoại của ai, cho nên là vị đó nghĩ rằng là mình không làm việc xấu ác gì cả. Nhưng mà có thể là vị đó lại là một cái người ngu si, không biết phân biệt thiện ác tránh tà, tức là
Nếu như vị đó sống rất là hiền thiện, nhưng mà vị đó không có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, tức là vị đó nghĩ rằng là có kiếp trước hay không có kiếp trước, có đời sau hay không có đời sau, có cái quả báo của những cái hành động thiện ác hay không. Thì bây giờ muốn biết được người đó đời sau sẽ sinh về đâu thì phải kiểm tra được cái chi kiến của vị đó nữa. Vị đó có thể là không tạo những cái nỗi nầm về thân khẩu ý, nhưng nó còn liên quan đến cái chi kiến này này. Mình có vị đó sống với tà kiến hay chánh kiến. Vị đó là một cái người có chánh kiến, tin rằng là có nhân quả, nghiệp báo, có đời này, có đời sau, có những cái quả báo của các hành vi thiện ác, thì vị đó sẽ không sinh vào cõi khổ đau. Còn nếu như mặc dù vị đó sống hiền lành, không hại ai, không làm việc tội lỗi gì đấy, nhưng mà vị đó lại có những cái tà kiến, không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin đời trước, đời sau, thì vị đó sẽ chết với cái tà kiến đó, thì vị đó vẫn đọa vào cái cõi khổ đau. Vậy thì cái người đấy nó không làm việc tội lỗi, nhưng mà còn phải căn cứ vào chi kiến của vị đó nữa, có tin nhân quả hay không tin nhân quả, sẽ quyết định cái kiếp sau vị đó sinh về cõi an vui hay về cõi khổ đau này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, một người tin Phật nhưng không hiểu Phật với một người hiểu Phật nhưng không tin thì người nào tốt hơn ạ? Tin Phật mà không hiểu Phật thì cái này là có tâm thiện nhưng nó không có trí tuệ. Cái này thì đại đa số mọi người, nhất là những người dân Việt Nam, những người tín đồ Phật tử mà không học đạo ấy, thì người ta tin Phật thì rất là nhiều. Ai nói đến Phật thì ai cũng kính, ai cũng trọng, ai cũng tin đó là một Đức Phật là bậc thượng nhân cao thượng, đáng để cung kính, đáng để cúng dường. Nên là khi thấy Phật là người ta chắp tay, cúi đầu đảnh lễ cúng dường, thì vì người ta có đức tin. Thì cái niềm tin này có nhiều phổ biến phổ thông, cũng nhờ cái niềm tin này có thể người ta sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới là chuyện bình thường. Thì đấy là cái người có đức tin nhưng không hiểu Phật, là người ta không có trí tuệ. Thì cái đức tin này nó không đi kèm trí tuệ thì có thể kiếp sau sinh ra với cái quả báo đấy, người ta sẽ trở thành người nhị nhân. Người ta ở cái đời sau ấy, người ta có thể tu tập mà có thể không chứng được các pháp thượng nhân, như là không chứng được thiền, không chứng được đạo quả ở trong cái kiếp đó. Thì vì người ta có cái tâm thiện nhưng không có trí tuệ, thì đấy là cái quả báo của người có tin Phật mà không có hiểu Phật. Còn những người hiểu Phật mà không tin Phật thì cái người này giống như là một cái người ngoại đạo ấy. Rất là nhiều những người ngoại đạo, người ta tìm hiểu về Đức Phật, người ta biết rõ ràng Đức Phật là bậc giác ngộ như thế, đoạn trừ phiền não như thế, có con đường đi đến chấm dứt khổ đau như thế, nhưng người ta vẫn không theo Phật. Người ta vẫn muốn củng cố cái tôn giáo, người ta đi theo con đường người ta, mà người ta biết rằng con đường người ta không thể sánh được với con đường của Phật. Thì vẫn có, ở trên đời vẫn có những người như thế, những người học giả như thế, những người chỉ có hiểu, nghiên cứu Phật, người ta có hiểu Phật như thế, nhưng người ta không có quy, không có tin theo, không có thực hành theo. Thì cái người này sẽ không có kết quả gì cả đối với trong cái giáo pháp mà. Vì đó chẳng có được cái phước lành gì cả. Nếu như vị đó không phỉ báng Phật pháp thì vị đó không có tội, nhưng mà vì đó không có niềm tin cho nên vị đó cũng chẳng tạo ra được cái công đức phước lành gì ở trong cái giáo pháp này. Đấy là một cái người mà nếu như chỉ có hiểu mà không có niềm tin thì ở trong cái đời này vị đó cũng không thành tựu được cái gì về thiền, về thần thông hay về đạo quả gì cả. Vì đó sẽ không tạo ra những cái nghiệp thiện hay bất thiện gì trong giáo pháp này. Vậy thì cái người mà có niềm tin mà không có trí tuệ thì nó vẫn có cái sự gần gũi hơn. Vì đó sẽ vẫn là Phật tử, vì đó sẽ vẫn có thể cái con đường đi đến giác ngộ thì sẽ xa hơn một chút, nhưng mà vẫn là cái người đang đi trên con đường đi đến giải thoát được. Còn cái người mà có hiểu mà không tin thì giống như là một cái người mà người ta nhìn thấy có con đường kia là cái con đường đi đến hạnh phúc, nhưng người ta không đi, người ta vẫn đứng ở bên đường bên này, người ta dùng cái ống nhòm, người ta nhòm sang đường bên kia, người ta biết kia có con đường đi đến cái an vui hạnh phúc, nhưng mà mình sẽ không đi trên con đường đó, mình cứ đi con đường của mình, con đường mình muốn đi đến đâu thì đi. Đấy, có thể là như thế.
Còn có cái người mình đang đi trên cái con đường đó nhưng mà không biết con đường này có đi đến hạnh phúc hay không, nhưng người đó cứ đi theo niềm tin thì người đó vẫn đi đến hạnh phúc. Còn cái người biết rõ con đường đi đến hạnh phúc nhưng người ta không đi thì người ta đâu có đến được. Vậy cái người có niềm tin vẫn hơn là cái người hiểu mà không tin. Tin mà không hiểu vẫn còn hơn là hiểu mà không tin. Có lẽ là vậy. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Là con bạch sư, một người gặp Phật Pháp nhưng lại hiểu và hành sai Pháp, với người không gặp Phật Pháp thì người nào tốt hơn ạ? Với một cái người không hiểu, không hành thì cái người nào tốt hơn? Thì cái này có thể lấy một cái ví dụ như là có hai đứa trẻ. Một đứa trẻ được đi học và một đứa trẻ không được đi học. Một đứa trẻ đi học mặc dù có dốt một tí, làm bài sai, bị điểm thấp, bị cô giáo đánh hoài. Nhưng mà vì nó có đi học, nó không có giỏi nhưng vẫn bập bẹ, vẫn có thể biết một túi chữ. Còn cái đứa mà không đi học thì sẽ chẳng biết chữ nào. Thì hai đứa này, cái đứa đi học vẫn hơn. Vậy nên là một cái người có học, có hành và có hành sai pháp, nhưng mà rồi đến một lúc nào đó vị đó sẽ nhận ra mình hành sai pháp, rồi vị đó lại quay lại thực hành đúng pháp. Cái chuyện đó là bình thường. Vì vậy nên là cái hành sai pháp không đáng sợ, chỉ sợ cái người không hành pháp thôi. Nên là cái người có hành pháp vẫn hơn là người không hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, nếu một vị tỳ kheo và một người nữ ngồi cùng phòng, ở trong phòng với cửa mở toang, như vậy có hợp với giới luật và vị tỳ kheo có bị phạm giới không ạ? Nếu là một vị tỳ kheo thì không được ngồi chỗ khuất vắng với một cái người nữ. Cái chỗ khuất ở đây thì nó khuất về mắt, người khác không thấy. Tức là khuất tầm mắt, tức là ở trong một cái nơi bị che kín thì cái vị đấy sẽ phạm vào trọng tội, phạm vào một cái tội bất định, và có thể phạm tội nặng hay tội nhẹ tùy theo. Nhưng mà đã như thế, khuất tầm mắt là cũng phạm giới. Và thứ hai là khuất tầm tai, tức là hai người đấy đứng ở một cái khoảng trống để nói chuyện nhưng mà nó cách rất xa với những người khác, những người khác không nghe thấy hai người này đang nói gì, thì vị đó cũng là phạm. Mà nhưng mà nếu như mà ở trong cái phòng đó mở toang nhưng mà gần ngay ở cửa phòng ấy có người, tức là hai người này nói chuyện với nhau mà người thứ ba vẫn nghe được ấy, thì mới không phạm. Còn nếu như mà nó không khuất tầm mắt nhưng nó khuất tầm tai thì vẫn không được. Và trong giới luật Đức Phật quy định như thế. Nên là khi nói chuyện với một người nữ thì phải có người thứ ba ở đó thì mới được, còn không có người thứ ba ở đó thì vẫn không được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 2 từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con thưa sư, con được biết là các vị tỳ kheo hay sa di không được đeo tràng hạt hay vòng tay, đồng hồ. Vậy họ có thể đeo những loại vòng tay hay đồng hồ thông minh để theo dõi sức khỏe, nhịp tim hay huyết áp thường xuyên không ạ? Đeo tất cả những cái thứ đi đồ ở trên người nó đều mang cái tính trang sức. Thì đeo đồng hồ là để biết giờ, nhưng mà nó vẫn có cái trong cái đồng hồ nó vẫn có cái sự trang sức ở trong đó. Nên là các vị tỳ kheo thường khi dùng đồng hồ người ta sẽ đeo ở bên hông ấy. Thì lúc nào cần nhìn giờ người ta bỏ ra, sau đó thì lại treo nó bên hông thôi chứ không được đeo ở tay. Đeo tay là nó giống như trang điểm thôi. Đồng hồ bao giờ nó cũng làm cho người đó đẹp lên một tí, sang lên một tí, có cái tự mãn lên một tí. Còn đeo tràng hạt thì cái tràng hạt thì thời Đức Phật thì không có cái pháp đeo tràng hạt, mà sau này có những cái tông phái như Tịnh Độ có cái pháp môn niệm Phật, cho nên là các cái vị thường hay đeo tràng hạt để làm cái pháp niệm Phật, và coi như đó là một cái khí cụ của cái sự tu tập. Nhưng mà các vị tỳ kheo bên Nguyên Thủy thì không có sử dụng tràng hạt để niệm Phật mà thực hành thiền niệm Phật, cho nên vẫn không được đeo tràng hạt. Mình đeo những tràng hạt trên cổ này, nếu là các vị tỳ kheo bên Nguyên Thủy là vẫn không được đeo. Thì vị đó niệm Phật cũng bằng cách thực hành thiền, chứ đâu có niệm Phật bằng cách nần tràng đâu, nên cũng không được đeo. Còn đeo đồng hồ để theo dõi sức khỏe, đeo
mà nó có nộ ra thì vẫn không được đẹp. Tốt nhất là cũng không cần theo dõi sức khỏe bằng cái cách đó. Vì có thể là mình dùng đồng hồ, mình nghĩ là theo dõi sức khỏe, nhưng người khác nhìn vào, người ta vẫn nghĩ rằng ông vị này đang trang điểm, chứ người ta không nghĩ rằng vị này đang chữa bệnh. Vì thế nên là tốt nhất chẳng nên đeo cái gì cả thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi số 3 từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con bạch sư, một người không đầy đủ tứ chi, bị mất ngón tay hay hay ngón chân thì không được phép xuất gia, có phải không ạ? Bị mất các chi đó, bị mất các cái chi đó thì cái quy định của một người không được xuất gia nó là lục căn bất cụ, tức là 6 căn mà thiếu 1 căn, ví dụ như bị đó bị mù mắt ấy, thì không được, bị điếc, bị câm, bị bại liệt, nó bị mất đi một cái sắc thần kinh ấy, một cái sắc thần kinh trong 6 cái thần kinh, hoặc là bị tâm thần ấy, thì bị đó mới không được xuất gia. Còn bị cụt một ngón tay không vấn đề gì, vẫn xuất gia được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi thứ tư từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con bạch sư, nếu con thấy một vị tỳ kheo phạm giới luật, không giữ giới luật thì con có nên hộ độ cho vị ấy nữa không ạ? Hay con phải làm gì khác ạ? Và nếu hộ độ cho vị ấy, con có phước báu không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo phạm giới luật, chỉ trừ khi vị đó phạm vào các cái tội bất cộng trụ ấy, các cái tội bị tẩn xuất ra khỏi tăng chúng rồi, mà tăng chúng đã tuyên bố tẩn xuất vị đấy rồi ấy, đã yết ma tẩn xuất rồi, thì lúc đấy mới không đáng được hộ độ nữa. Còn nhờ những cái giới luật khác vị đó phạm thì vị đó vẫn sám hối được. Tất cả những cái giới khác đều có thể sám hối được. Vì vậy nên là những cái vị có phạm giới thì không ai là cái người không phạm giới được, không ít thì nhiều thôi. Cho nên là những cái giới nhỏ thì phạm rồi lại sám hối thì lại thanh tịnh lại, cho nên là vẫn hộ độ được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thiền Sinh từ Hồ Chí Minh ạ. Dạ, con kính bạch sư, theo như con hiểu thì với những trường hợp hóa sinh như sinh thiên hoặc đọa địa ngục ngạ quỷ thì sự chuyển sinh diễn ra ngay. Vậy những trường hợp chuyển sinh là người hay súc sinh thì xin cho con được hỏi quá trình chuyển sinh sẽ diễn ra như thế nào? Thần thức đó có phải trải qua quá trình thân trung ấm theo như một số kinh sách ghi lại không ạ? Mong sư chỉ bày cho con được sáng rõ, sáng tỏ. Xin tri ân sư ạ. Vị đó mà đi tái sinh làm thai sinh hoặc là noãn sinh nhiên thì vị đó cũng sẽ đi tái sinh ngay, vị đó cũng sẽ đi tái tái sinh ngay tức thì, chứ cũng không có cái sự chuyển sinh là thân trung ấm. Có những cái trường hợp ấy thì vị đó có thể sinh làm ngã quỷ hoặc là làm một phi nhân nào đó trong một cái thời gian rất ngắn, có thể là 1 ngày đến 7 ngày, hoặc là 1 tháng 7 tháng, hoặc 1 năm đến 7 năm, tức là vị đó chết một cái là vị đó sẽ sinh về cõi này hoặc cõi kia ngay. Như là trước kia có một vị tỳ kheo, khi chết vì lưu luyến cái tấm y cho nên là vị đó hóa sinh là một con rận ở trên cái tấm y đó trong 7 ngày. Cho nên là Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo là chờ 7 ngày sau hãng chia y của vị đó. Rồi sau đó Đức Phật nói vì vị đó hóa sinh làm con rận, nhưng vị đó chỉ 7 ngày sau vị đó sẽ đi đầu thai về kiếp khác, vị đó sinh thiên sau. Thì có thể là như thế, chứ không có cái chuyện là gọi là cái giai đoạn chờ đợi để đi tục sinh thì không có, không có cái giai đoạn chờ đợi đó, mà cứ cái tâm tử ấy nó chấm dứt một cái thì nó sẽ có tâm tục sinh nó nối liền ngay, kể qua là cõi này hay cõi khác mà thôi. Có thể là vị đó sẽ trước khi sinh lại làm người, vị đó có thể sinh làm một cái phi nhân chư thiên hoặc là ngã quỷ nào đấy ở một cái cõi vô hình đấy. 1 ngày 7 ngày, 1 tháng 7 tháng, 1 năm 7 năm, rồi sau đó vị đó lại đi đầu thai chẳng hạn, thì cái chuyện đó thì có thể xảy ra, chứ còn cái chuyện chờ đợi để đi tục sinh thì không có chuyện đó. Nên cái chuyện phát sinh về sau này thôi, chứ không có cái chuyện chờ đợi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Hữu Luyên ạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, theo giới luật thì tỳ kheo không được giữ tiền của, nhưng con thấy có nhiều sư vẫn có số tiền riêng. Vậy các sư đó có vi phạm giới không ạ? Và nếu các sư không giữ tiền, vậy khi cần chi tiêu, các sư phải xử lý như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Các vị sư không giữ tiền
trên cái nghĩa đen đó là tiền hay vàng bạc hay là vị đó trực tiếp giữ thì là không được, nhưng vị đó có thể giữ dưới cái hình thức là tứ vật dụng hợp nuột, như là một cái người thí chủ hiểu giới nuột ra khi tác bạch cúng dường, vì tác bạch con xin cúng dường tứ vật dụng hợp nuột, tức là cái tứ vật dụng này nó sẽ là y, là đồ ăn khất thực, là sàng tọa, là dược phẩm trị bệnh. Khi nào vị đấy cần bốn cái vật dụng này thì nói với người hộ tăng để cái người hộ tăng người ta cung cấp cái những cái vật dụng này, thì cái vật dụng đấy được gọi là hợp nuột. Khi nào vị đó cần thì vị đó nói với người hộ tăng. Vậy cái người Phật tử cúng dường thì sẽ tác bạch cúng dường cho nó đúng nuột đấy, nó không có tác bạch con cúng dường sư cái số tiền này số tiền kia, vì nếu như khi tác bạch số tiền như vậy mà vị tỳ kheo nhận cái số tiền đấy thì đã là trái nuột. Còn nếu như vị thí chủ tác bạch là con xin cúng dường tứ vật dụng, con xin cúng dường thuốc, cúng dường y, cúng dường sàng tọa đến sư dưới hình thức của tứ vật dụng thì cái đấy này là vật dụng hợp nuột, và cái người hộ tăng của vị sư đó sẽ giữ cái vật dụng đó, khi cần thì vị đó sẽ nói người hộ tăng, hoặc là vị đấy sẽ nói rằng khi nào sư cần thì sư nói với con để con sẽ chuyển đến sư, thì vị đó tác bạch rồi vị đó tự giữ cũng được hoặc là đưa người hộ tăng giữ cũng được. Thì đấy là cái hình thức như vậy, cái cách thức như vậy là hợp nuột thì vị đó không phạm giới. Còn với một cái vị vị đó tự giữ hoặc là vị người thí chủ tác bạch không đúng pháp này, con xin cúng dường tiền, rồi vị đó giữ tiền ở trong người thì vị thì căn cứ theo cái giới luật thì cái đó là cái giới gọi là ưng xả đối trị, cái vị đó xả cái vật dụng đó đi và sám hối thì cái giới nó cũng hết. Nhưng mà thời bây giờ thì những cái vị sư mà giữ cái giới nó không giữ tiền và vàng bạc thì còn rất là ít, rất là ít ít người. Còn đa số các vị sư thời bây giờ thì đã tức là bỏ những cái giới nuột nhỏ đi, hoặc là cái giới nuột giữ tiền đó các vị cũng có thể bỏ đi và là có giữ tiền. Bây giờ rất là nhiều người, có người giữ có người không giữ, thì cái này nó tùy theo từng người. Mình cũng không nên căn cứ vào cái việc là vị đó có giữ tiền hay không giữ tiền mà nhận xét đánh giá là vị đó là những cái người tốt hay người xấu. Có những vị không giữ tiền mà vị đó chưa chắc đã tốt, vị đó không giữ tiền nhưng mà tâm vẫn ô nhiễm, vẫn tham dục sân si, vẫn lừa gạt, vẫn làm việc xấu thì vị đó vẫn xấu. Còn có những vị vị giữ tiền nhưng mà vị đó vẫn không có những cái ô nhiễm, không có tham dục, không có phiền não gì cả, vị đó vẫn là những người tốt thì vị đó vẫn tốt. Nên là cũng không, thời bây giờ không nên quá quan trọng vào cái chuyện người đó có giữ tiền hay không giữ tiền, mà đánh giá rằng vị đó là người ô nhiễm hay thanh tịnh. Dạ, con thưa sư ạ. Các câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi tiếp theo ạ. Người hồi hướng. Idam me bunyam asang wa kazam vaham hodo idam me bunyam nibbanasa pancajo hodo mama punya bagam sabasabdhanam pacemi tesabe medamam punyabhagam napandu sadu sadu sadu.